Chào các bác nhé. Shop online Tân Ánh chuyên về loa bẫy chim và một số phụ kiện. Chào toàn thể các anh em. Hôm nay xin giới thiệu với lại các bác bên ngành ong mật của Việt Nam. Các bác nuôi ong chuyên nghiệp hay là các bác nuôi ong văn nghệ một hai đàn. Giới thiệu với các bác một số cái mẫu phụ kiện phục vụ cho anh em khai thác ong mật nhé. Khai thác ong mật. Đầu tiên đây là cái mũ chống ong đốt này. Cái mũ chống ong đốt này thì nó đơn giản thôi, một cái mũ có lưới xung quanh để chống ong tạt vào mặt và cổ cho các bác nhé. Cái mũ này thì các bác lưu ý nhé, shop mình là shop bán hàng online thì các bác mua hàng chỉ việc gọi điện đến các số điện thoại của shop nhé. Shop sẽ gửi hàng COD đi toàn quốc cho các bác. Các bác nhận hàng, kiểm tra hàng xong thanh toán tiền thì bán hàng này, bán hàng trên video thực tế, trên sản phẩm thực tế nhập về có như nào giới thiệu như vậy. Các bác trước khi mua hàng thì các bác vui lòng xem kỹ cái video shop giới thiệu sản phẩm cho các bác nó có như nào để các bác xem cho kỹ để tránh nhầm lẫn nhé. Rồi trước khi đưa ra quyết định mua hàng nhé, đầu tiên là cái mũ màu tiền gì như này. Lúc trước này có cái mũ màu phớt xanh đỏ ở trên này này, thì hàng đấy đã hết rồi, lô đấy hết rồi nhé. Giờ lô mới là màu như này, và công khai với cái giá cho các bác luôn nhé, để các bác xem hàng biết được giá nó như nào, giá bao nhiêu. Các bác thấy hợp lý mua hàng thì các bác điện trực tiếp đi. Thế nhiều khi là các bác cứ nhận xét ở dưới hỏi thì để các bác cũng phải thông cảm là shop nhiều việc bận không trả lời các bác kịp được nhá. Các bác xem sản phẩm nó có như vậy, giá là các bác biết được luôn. Các bác ok mua, đồng ý mua thì gọi trực tiếp nhá. Cái mũ này là giá sẽ là 90.000 một cái nhá, 90.000 một cái đã bao phí ship được các bác. Kế tiếp là cái áo này là cái áo chống ong đốt nhá. Tôi đã làm cái video cụ thể giới thiệu cho các bác rồi, các bác muốn xem chi tiết thì các bác xem ở cái video khác nhá. Là áo liền mũ. Giá là 180.000, giá bao phí ship cho các bác, chuyển phát nhanh ở cái nhà luôn nhé. Áo liền mũ này, mũ không này, dao cắt nhá các bác nhá, dao cắt bít loại hàng chuyên dụng dành cho thợ ong nhá. Cái này là rất là mỏng bén, cái hàng này hàng đặc biệt nhá. Dao cắt bít để các bác đi quay mặt đấy, dao cắt bít này sẽ là 50.000 một con, 50.000 một con này là chưa có phí ship nhá các bác nhá. Các bác lưu ý nghe rõ giá nhá, để nắm được không phải hỏi nhiều. Mũ không 90.000 bao ship, áo liền mũ 180, dao cắt 50, áo và mũ thì giá đã bao ship, còn dao cắt 50 là chưa có bao ship được nhá. Và đặc biệt là cái sản phẩm là cái bình xịt khói các bác nhá, bình xịt khói chống ong đốt. Hôm trước thì số lượng hàng nó chưa có nhiều, hôm nay thì shop đã nhập được nhiều rồi. Các bác thấy đây này, mấy thùng này toàn là cái bình xịt khói thôi, 6-70 cái rồi. Mấy hôm nữa thì xe về lại có cái hàng tiếp nhá. Các bác mua số lượng cũng có luôn nhá. Cái bình xịt khói này thì sẽ là 230 các bác nhá, 230.000 cho cái bình xịt khói này, đã bao gồm phí ship chuyển phát nhanh cho các bác luôn đấy. Các bác mua số lượng thì sẽ được chiết khấu rẻ đi nhá. Đây đây các bác xem cho kỹ sản phẩm nhé, để các bác đưa ra quyết định mua sắm. Cái bình xịt khói này là chất liệu bằng inox các bác nhá, chất liệu inox này, inox loại dày chứ không phải hàng mỏng đâu. Có cái bảo vệ này là bảo vệ để chống bỏng đây, là bằng thép, là bằng thép siêu màu vàng. Loại này là hàng loại 1 cho các bác nhé, nó rất là chắc chắn. Cái bảo vệ này là to, chứ còn hàng loại 2 thì bảo vệ này nó nhỏ, nó mong manh hơn, tôn nó cũng mỏng hơn. Hàng này là tôn inox giả dày này, hàng loại 1, 230 cho các bác nhé. Thế đây là một số cái phụ kiện phục vụ cho các bác nuôi ong và khai thác ong mật, mong được nhận được sự ủng hộ của anh em trên cộng đồng mạng nhá. Đây shop Tân Ánh nhá, đến từ Nhã Nam, Tân Yên, Bắc Giang. Mong các bác ủng hộ, đã kinh doanh rất nhiều mặt hàng sản phẩm phụ kiện cho các bác rồi. Hôm nay giới thiệu cho các bác mấy cái phụ kiện dành cho anh em nuôi ong mật. Đây các bác này, số lượng hàng có. Các bác nào mua số lượng nhiều về bỏ xỉ là không có cho các bác luôn nhá. Rồi xin chân thành cảm ơn các bác nhá. Chào các bác, hẹn gặp lại các bác trong những video quảng cáo giới thiệu sản phẩm sau. Xin chào anh em.